Hello mọi người. Giờ là chương trình sẽ bắt đầu. Hùng và Duy sẽ xem tập 1 nha. Thì không biết là trong lúc cứ bình thường nghe microphone rồi trời ơi, âm thanh nó lớn. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Với tiêu chí đó. Mà nãy giờ có nghe tiếng không? Có tiếng mà nghe không? Có. Kiểu như tập 1 là mình còn đang ngơ ngác với nhau á, kiểu như ngày đầu tiên nhớ không? Thôi mình ngơ ngác thì mình chưa quen nha. Nai dễ sợ nai. Biết sao không? Mới đầu á là tôi sẽ gặp anh Trọng ngay cái ghế đó luôn. Là mới đầu tưởng ông tớp. Tại ông ngồi ông men lắm. Ông ngồi ông đọc ổng vậy nè, ông men lắm. Mới đầu tưởng ông tớp xong cái đùng cái tim qua cúc. Tớp nhưng mà tớp ẩn. À tớp ẩn. Càng tìm càng ẩn. Ừ. Ghê quá. Ba bự con nhất nhà luôn, mới kiếm người nhỏ thì đúng rồi. Không có ai mà cái size như anh được hết trơn anh Khanh ơi. Ừ. Với thân thể của em và với của anh thì em nghĩ anh hợp lý hơn. Mới gì về thân thể rồi. Ừ, không hề trùng hợp như vậy luôn á. Trời ơi, tao làm khùng làm điên gì nữa kìa. Gì nữa? Nè. Nó nằm sau cái bụi cây này nè bà, lúc đó Duy chưa tới đúng không? Nó nằm sau cái bụi cây này nè, tự tin là đưa cho mẹ với lại bà Trọng á kiếm khúc này. Ai có ngờ đâu kiếm được cái tờ giấy rồi đinh ninh. Tức dễ cho tức. Ê, có chửi nè, chữ nè, có chửi được lại tao cười. Hơi điệu nha, khúc này là hơi điệu về ngôn ngữ nha, chữ có chửi. Ồ, hơi điệu. Ủa sao biết mà xác nhận, cũng vô duyên quá. Em nghĩ là phải có chứ, em nghĩ là phải có. Tại vì tự nhiên một cái tờ giấy trắng anh nhìn nè. Mẹ dắt tôi bà. Linh Anh dắt. Thanh Sơn. Ờ, Thanh Sơn dắt. Biết sao không? Dừng lên. Với cái nư của Linh Anh là biết ngay lúc nào cũng phải có kỳ chì cái chân mày. Tại vì sáng đâu bỏ quốc cái chân mày rất là bén luôn, đi lấy ốc được mà, nên là nhìn là biết có chì kẻ chân mày liền. Có bút không? Không, cái chì kẻ chân mày không có. Trời ơi, hay vậy trời, hỏi thẳng là dính được cái thẳng tính á. Tôi dùng mọi cách luôn, tại vì nãy khoe là mình biết về cái mặt thư đồ nè. Tìm mọi cách giải luôn. Ôi cười dữ. À, mấy anh tốt người thân thiện. Với chị vơ rồi là vợ. Không, ý là ý là cái khúc đó là anh Khanh hỏi anh Phúc đúng không? Ừ. Là nghĩ với anh là vơ. Ừ. Anh Phúc, cái từ ngữ tiếng Anh của anh Phúc là hơi cao siêu một xíu. À, nghe vơ hình vợ hả? Thuần Việt luôn. Anh không có cần việc xếp, anh thuần Việt lại cái từ dơ. Vợ. Ừ. Khẳng định, đó là ông khẳng định luôn đó, không có dơ. Vợ. Không có vơ. Vợ. Trời hay vậy trời. Quá trời hạnh phúc của tôi rồi. Thôi, quá trời rồi. Vơ, hóa ra gì anh là vơ. Còn anh đoán là cái gì? Vợ. đừng bấm không, nó chạy. Anh thôi nha, con mắt của anh thôi nha. Nếu như mà anh giải thích thì lên vơ, với anh đẹp thế là vợ. Trời. Vẫn lì, không chịu vơ. Bắt buộc phải là vợ, chứ không có phải là... Khẳng định luôn, Duy Anh, vợ. Ấn tượng rồi đó. Ok, đúng chưa? À, gì ra hay chọc Duy Anh là cũng ấn tượng ngay từ đầu rồi. Đầu Duy Anh bự muốn chết. Bự muốn chết đâu có cỡ tệ anh Phúc được. Giọng cái Phúc giọng dính dách luôn á trời. Cỡ mở hơn, mình sẽ tìm hiểu bằng đó nhiều hơn. Anh cũng biết mà giấu. Hai người biết mà giấu nha. Ngưng khúc này đi, không chịu. Ngưng đi. Rồi. Ủa Hùng đâu có phải đúng không? Nếu mà tham gia chương trình thật sự là phải quan trọng vấn đề top bot chứ. Cái đó là cái sự rõ ràng khi trước khi quen nhau mà. Ừ. Đúng không? Chứ đâu thể nào mà vừa gay và vừa lét nữa. Không lẽ nào mình đã giới tính mình là gay rồi mà vô đó gay, boss yêu boss, top yêu top, thành ra mình chơi lét à? Mình là lét luôn á.
rất là kỳ, nên là mình phải phân tích rõ ràng, cái này rất là quan trọng nha. Thấy cũng đúng, tại vì đúng không? Nhưng mà ông này thì ông lại theo về mặt cảm xúc hơn, là ông kêu là nếu mà vậy thì chắc hai người boss có thể yêu nhau được, nhưng mà hơi khó nhỉ. Hơi khó, nó thật sự là hơi khó. Nói chung là cái đó là bên ngoài đời vẫn được, nhưng khi tham gia chương trình là mình cần cho nhau những sự rõ ràng, vì cái số phạm vi người tham gia có giới hạn mà. Đúng rồi, đúng mình chỉ có 7 ngày thôi, đúng nhưng rồi. Mà ngay từ đầu vậy hơi ngộ à. Hơi ngộ à. Thôi tiếp tục đi. Tiếp đi. Buồn quá. Thôi. Mạnh mẽ lên, kiên cường lên. Mới có tập 1. Chưa về đội Lâm Phương rồi. Trời ơi, tự su đây, bát bát. Anh Phi khẳng định luôn Duy Anh là boss nha. Có boss thiệt không ta? Không biết. Hai người biết với nhau nè. Đúng rồi, hai người này quen biết nha. Tôi mà nghe câu này ngay từ ngày đầu tiên là tôi nghi á. Tin, tôi tin luôn. Thật sự nếu như hai người lại không nói đây là Phi và là Duy Anh quen, Phi kêu Duy Anh boss, rồi chết rồi. Cái này nhục lắm bà. Sao vợ? Khoe. Khoe em á, là đó là em quản trò nè, em tiếp xúc với mấy này rất là nhiều luôn. Giải một hồi không ra một cái gì như là dễ bùa. Thì mình cũng là có tài, nhưng mà thật sự mà tài không tới là tài lanh. Ừ. Hơi nhột khúc này xíu. Không sao, không sao, cố lên em. Gãy cái kỳ chị. Gãy cái chì luôn. Ủa nó tin học luôn hả? Thật ra là đầu tiên á, khi mà nhặt được cái tờ giấy đó, là em đã đặt một cái câu hỏi cho hai bạn rồi, là không biết là cái tờ giấy này có thật sự là thuộc về chương trình hay không, hay là một cái tờ giấy ai đi ngang bỏ. Ủa tại sao lại đặt cho hai bạn, phải đặt cho cùng ba người với nhau sao đặt cho hai bạn? Tại tôi tin người á. Linh Anh kêu là không, không sắp đặt đồ á, cái tôi tin, tôi tưởng là đồ thiệt. Cũng đặt một câu hỏi đó hai lần và các bạn nói là đây là mật thư nè. Và thì thôi ok, mình nói là mình không có kinh nghiệm cho cái việc này, để cho hai bạn cầu cơ tiếp. Nói câu đó đau quá. Em còn không biết là ngồi cái này là bít ố hay là gì vậy ta? Hello mấy bạn. Hello. Đây nè, mình là team Dung Bụng. Cho team Dung Bụng. Duy Anh là MC. Lại gặp thêm một người quen nữa. Nói thật mắt nhỏ là anh em cũng đã biết nhau ở ngoài rồi, cũng là bạn bè ở ngoài rồi, và không ngờ gặp nhau ở trong chương trình. Hay biết nhau quá. Gặp lại Sơn thì cảm xúc của Huy hiện tại lúc này á thì là rất là vui, tại vì hai đứa biết nhau cũng là chứ cái khúc này mà kiểu gặp Sơn là buồn là xô. Anh này gặp nhau chỉ có một con sông thôi, bơ qua bơi lại hàng ngày, lội qua lội lại ở trên nói chuyện tấm dốc rồi về. Anh đầu sông em cuối sông rồi đó, uống chung dòng nước ở toàn. Nó thì tập 1 tôi nhìn vô cái vàng này tôi tưởng cũng địa do anh trước á. À địa do anh. Ừ. Tại nó chịu với anh Phúc nhiều thì anh Phúc chứ bộ. Chịu quá thì chịu mới tên cái gì mà chị em lùm la này chống mặt như cái bùng binh rồi. Và những ngày sắp tới câu chuyện sẽ còn đi đến đâu, mời các bạn đón xem tập 2. Hết tập 1, tiếc quá à. Nhưng mà mới có một buổi mà tập 1, vậy là một ngày chắc khoảng 3 tập. Nhưng mà lúc mà hết tiếc nuối luôn á, cũng muốn coi nữa. Không, cái khúc ăn mới vui đó. Không, mà cảm nhận của Hùng sau khi sau xem tập 1 sao, cảm nhận như thế nào? Thì chưa có gì hết, ý là trong lúc mà mình nói chuyện với anh Phúc, mình không có tìm hiểu mấy người kia. Thì bây giờ mới suy nghĩ lại thì mình thấy cái cảm nhận của mình với mấy người kia là đúng. Tại vì quay chương trình mình quay xong rồi thì bây giờ phát lại thì mình mới biết là tại vì mình ở ấy, mình đâu biết đâu. Đúng rồi, mình quay xong rồi. Thì rồi sao, thấy sao không? Nó thật sự là không thấy vui nha, bây giờ xem lại mới thấy vui. Mà đúng không, những cái tập 1 á là mình vô như là mình như một cái trang giấy trắng gì đó, mình chưa biết cái gì hết, mình ngây thơ, mình tìm hiểu với nhau. Tầm 2-3 ngày đi, trời ơi, mọi người coi tầm 2-3 tập sau rồi phải banh nóc như thế nào. Trời. Drama. Ui. Rất là drama luôn. Chị đây là, cũng là một cái nguồn phát drama. Có đâu em. Ở đây em hiền. Đây là hùa. Tức dễ sợ tức. Rồi bây giờ là tập 1 nha mọi người nha. Thật sự luôn, tổng hết lại là một cái tập 1 là rất rất là đáng xem nha mọi người nha. Đó sẽ là một cái tập 1 cũng như là một cái bài mở bài như cái bài văn. Đúng không? Phải có mở bài, thân bài và kết bài. Thì cái tập 1 là cái mở bài. Phải xem tập 1 mới hiểu được những cái nội dung sau này nha mọi người nha. Rồi à, thì bây giờ tuần sau sẽ phát sóng tập 2. Thì
nhóm tiếp theo sẽ reaction thì nhóm nào Hùng không biết. Nhưng mà tập 2 thì sẽ bắt đầu như Duy nói, bắt đầu sẽ có nhiều điều thú vị hơn Duy ha. Những cái bộp tai chắc đấy. Cú những cái bộp tai chắc cú từ hai đội thưởng cho nhau à. Rồi bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Nói lại đi. Sao vậy? Xin chào mọi người và hẹn gặp lại đi. Rồi 1, 2, 3. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở tập 2. Và nhớ là phát sóng trên Netlove. Vào tối thứ tư lúc 20 giờ hàng tuần nha. Và chiếu trên YouTube. Phát lại trên YouTube. Cũng vào thứ tư hàng tuần. Mọi người nhớ đón xem nha. Bye bye. Rồi tắt đi. Rồi nhớ cái tắt không vậy? À. Dừng ghi.